Thưa quý vị, xác định chủ đề năm 2023 là tiếp tục xây dựng cơ sở hội vững mạnh, trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng tập hợp, quản lý và sinh hoạt hội viên, tăng cường các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng trong tầng lớp hội viên phụ nữ. Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã lên kế hoạch cụ thể hóa nội dung các chương trình, kế hoạch, khâu đột phá, phong trào thi đua để triển khai chỉ đạo các cấp hội thực hiện trong cả nhiệm kỳ đến. Cùng với những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua, ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tập trung nghiên cứu, kịp thời đề xuất các chính sách, đề án phù hợp với thực tiễn đặt ra và nhu cầu nguyện vọng của các cấp hội, cán bộ hội. Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, góp phần giúp phụ nữ ngày càng khẳng định, nâng cao vai trò vị thế của mình, có nhiều đóng góp vào sự ổn định và phát triển thành phố. Duy trì các hoạt động của địa chỉ tin cậy mà triển khai các hoạt động nâng cao cái kiến thức cho các cái tài xế lái xe, đảm bảo cái an toàn cho phụ nữ ở nơi công cộng. Đối với lại trẻ em thì chúng tôi cũng đã có những cái hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực và nhân văn, đó là chúng tôi triển khai cái chương trình mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc trẻ mồ côi. Với nhiều hoạt động ý nghĩa tích cực, các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng đã tiếp nối truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định và tôn vinh tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên các tầng lớp phụ nữ trong việc chủ động tích cực tham gia các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của hội viên phụ nữ về công tác hội bình đẳng giới, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Vì đa số phần là các chị là cán bộ công chức ở quân đội, nên khi mà các chị mà thu hút mà nhàm chán là hội viên họ sẽ không đến thăm dự sinh hoạt như chúng ta mong muốn. Nên tôi mong rằng các cấp hội cũng nên khi mà thu hút hội viên thì cũng phải thay đổi các phương thức, các hoạt động làm sao cho hội viên đến đông nhất. Trong không khí thi đua sôi nổi đón chào xuân mới, các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố quyết tâm phát huy sức sáng tạo và phẩm chất tốt đẹp, từng bước vươn lên khẳng định vị trí, vai trò của mình trong gia đình và xã hội, xây dựng tổ chức hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển mạnh. Hiện nay thì bà con cũng tập trung vào phát triển kinh tế, do đó thì công tác tuyên truyền vận động đối với bà con thì cũng còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì bên cạnh cái khó khăn đó thì các cấp hội cũng với cái phương châm là mưa dầm thấm lâu thì sẽ từng bước sẽ vận động tuyên truyền để thực hiện tốt cái công tác bình đẳng giới. Bằng các chương trình hành động cụ thể, các cấp hội phụ nữ Đà Nẵng đã tích cực khẳng định sự trưởng thành, phát triển của tổ chức hội và phong trào phụ nữ thành phố, tạo khí thế phấn khởi thi đua trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố trong mùa xuân mới.